số chiều sổ đi. Mua vé số đi, vé số chiều sổ đi. Vé số. Dạ, cảm ơn nha. Chuyện tới trúng vé là lại đổi đó nghe. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương người. Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời. Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai. Bạn thân ơi, cố gắng thương yêu đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ thương yêu hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, chọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. À, bé Xuân à. Dạ. Hôm trước anh có nghe em nói là em muốn đi học Anh văn phải không? À, dạ, em thích học Anh văn lắm. Nhưng em chưa có tiền. Em định làm thêm mấy bữa nữa có tiền á rồi em mới đi học. Nhưng mà bây giờ á em tự học ở nhà. Ờ, à, vậy hả? Ờ, à, thôi vậy đi. Anh có một thằng bạn đang mở lớp học Anh văn đó. Em qua đó học thử nha. Ờ, nhưng mà... Yên tâm đi, em không có tốn tiền học đâu. Không lẽ bạn anh mở lớp dạy Anh văn từ thiện hả? Không phải lớp học từ thiện, nhưng mà nó chỉ không lấy tiền một mình em thôi. Chỉ một mình em thôi. Ủa sao kỳ vậy? Anh nói đùa em chứ gì? Anh đang nói chuyện nghiêm túc với em đó. Anh có kể về em cho nó nghe rồi. Thì hiện tại lớp của nó học viên cũng đã đủ rồi, mà nó nhận tiền cũng xong rồi. Nên bây giờ có thêm một mình em nữa thì có ảnh hưởng gì đâu. Em cứ yên tâm đi học đi. Dạ em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Ừ, vậy nha. Dạ. Alo, anh tới chưa? À, tôi gần tới rồi. Cô tới rồi hả? Ờ, tôi tới rồi. Vậy tôi vô quán chờ trước nha. À, ok. Dạ, cho em hỏi chị uống gì? Là cô nữa hả? Ly cà phê đen không được? Dạ, chị chờ chút. Đi đâu cũng gặp xa xui vậy trời. Chào cô tới lâu chưa? Anh tới nhanh quá ha. Nãy cô gọi tôi á là tôi cũng gần tới rồi. Ờ, anh uống gì? À, dạ anh chị uống gì ạ? Cho ly cà phê đá đi em. Dạ. Ờ, anh Đức, cái chuyện hôm bữa gặp nhau trong chùa á, má tôi có hơi nóng tính. Tôi mong rằng
Má anh với anh đừng có để bụng, chờ giận má tôi nha. Thì má tôi cũng nóng. Mà chuyện đó tôi thấy ngại với cô Phương Khanh, với bác gái bên kia quá. Thiệt á, là hai má mình á cứ kình nhau hoài à. Tôi cũng khuyên má tôi hoài, nhưng mà má tôi bỏ cái tính đó không có được. Nhiều khi á, ba tôi còn phải chịu đựng cái tính đó nữa. Nên là anh thông cảm nha. Không có gì đâu. Nè, trời nóng quá đi. Nè, trời nóng chị, quá. Em xin lỗi chị. Chị có sao không? Mấy người làm ăn gì kỳ vậy? Dạ. Cô có sao không? Chị Tươi. Chị Tươi. Hả hả? Dạ. Em. Chị mới mới đi bán về hả? Hôm nay có đi làm đêm không? Trời, tháng này tụi em làm ca đêm không mà. Cái chuyện này nè, em không biết là có nên nói chị nghe không nữa. Thì nói đi mà. Con Thấm á, nó dọn hai cái túi đồ, hai cái bọc đồ bự vậy luôn nè. Em nghĩ chắc nó bỏ đi đâu á. Nhỏ này bỏ đi đâu chứ? Thì Thấm bán quần áo, tất nhiên là Thấm nó phải có hai cái bịch đồ vậy thôi. Không phải, cái vẻ của nó thần bí lắm chị hiểu không? Em nghĩ là nó định bỏ trốn, tại vì nó thiếu tiền nhiều quá, nó là ma đề mà chị. À, mà nó còn thiếu tiền chị không? Chị nó đòi đi ngang, để nó bỏ trốn một cái là mất tiền luôn đó. Trời, em nói chị nghe nè, con Phượng nhà em á, nó ngu lắm. Đã nói con Thấm thiếu tiền thì lo đòi đi, nó nói nó không dám đòi đâu. Chị coi được không? Để hả, con Thấm nó đi một cái là mất tiền luôn à. Chị coi em nè. Chị về rồi nè. Biết em đói bụng, chị cho em ăn ha. Em ăn mau lớn, giống như là chị hai của em đó. Hai đứa nhớ nha, sau này á, hai đứa trưởng thành rồi á, hai đứa nhớ mua nhà cho chị cả nha. Chị vui, chị nói vậy thôi, chứ chị biết mà. Không biết đến bao giờ ba chị em mình mới có được nhà nữa. Ơi, ế quá à. Ông Thần Tài ơi, ông kéo dò mấy thằng đó vô mua vé số giùm tôi đi ông Thần Tài. À, nè con, ta con bị gì vậy? Thì bị phỏng với sức thuốc đó. Trời ơi, sao bị phỏng? Thì con nhỏ bán cà phê nó làm đổ cà phê nóng lên tay con nè. Trời ơi, con đó là con nào? Nó ở đâu? Thì cái con ở ngoài quán cà phê đó. Làm như là nó ghen tị với sắc đẹp của con hay gì á. Hên là có anh Đức ở đó nha, không là con cào nát mặt nó, con xếp bánh xác nó ra rồi. Cái gì? Con đi uống cà phê với thằng gà mái đó hả? Má đã cấm con rồi. Mỗi lần mà con đi chung với cái thằng mang cái mặt gà mái đó là con bị xui hả? Tại sao má nói con không nghe lời hả? Má đã cấm rồi. Nè, má nói cho hết câu mà. Trời ơi, còn với cái tức chết mà. Sau đây là kết quả giải bẫy trúng 200.000 đồng. Giải này được mở một lần, gồm hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm. Xin mời ba em ra quay số. Kết quả của giải bẫy, các vé từng cùng mang số 1, 1, 3. Yeah, 113. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quả của giải bẫy 1, 1, 3. Có tiền, có tiền. Phượng ơi, Phượng ơi, Phượng đẹp quá. À, hôm bữa Thấm mượn Phượng bao nhiêu tiền vậy? 400. 400. Gửi cho Phượng nha, cầm đi Phượng. Có 400 thôi. Không sao đâu, Phượng có cầm luôn 100 mà xài nha. Trời ơi, hôm nay á, cái đầm của Thắm đẹp quá à. Hàng hiệu luôn vậy đó. Vậy đó hả? Thắm cũng đẹp nữa. Tình ơi, người đẹp á, mặc cái gì cũng đẹp hết trơn á. Cái đầm này đẹp á là chắc nhờ Thắm mặn nó đó. Tình ơi,
từ trên đỉnh đầu xuống tới cái gót chân, đẹp toàn diện luôn vậy đó. Hình như là thấm nhớ, ngày xưa có ai chơi thấm xấu mà ta. Trời ơi, con ớt như thế. Hôm nay mày lạ quá vậy. Để yên tao nói chuyện coi, làm gì vậy? Ai nói thấm không đẹp? Trời ơi, chứ hả, là thấy thấm đẹp nhất cái dãy nhà trọ này luôn á. À, vậy đó hả? Thấm ơi, sao hôm nay thấm lum linh lộng lẫy quá vậy? Thấm có thể cho Hà mượn 1 triệu được không? Rồi, biết ngay. Trời ơi, mượn 1 triệu hả? Sao ít quá vậy? Từ xưa đến giờ cuộc đời của thắm sao mà ghét số lẻ dễ sợ luôn vậy đó. Thắm thích 2, 4, 6 với 8 thôi. Bây giờ ấy thích số nào? Trong cái 2, 4, 6, 8 đó đó. Bây giờ thắm chọn đại cho ấy một cái đi. Cái số nào cũng được hết trơn á. Cảm ơn thắm nhiều nha. Tôi lấy đại đi. Cảm ơn thắm nhiều nha. Chào chị. Em lấy nè, số. Bữa nay chú muốn lấy bao nhiêu chú Thuận? Bữa nay lấy 100 tờ đi chị. Với là chị ơi, đổi giấy số trúng cho em nha. Trúng số đầu á. Ủa, mà hôm nay á, đâu có bán trúng số đầu 2 con đâu. Toàn là số 3 con không hả? Thì số hôm qua á. Mà hôm qua cũng không có số đầu trúng 2 con. Ủa, em cũng không biết nữa. Em đổi giùm cho người ta. Chú ơi, số giả rồi nè chú. Số giả rồi. Vậy số giả? Chú bị lừa rồi. Nè, mai mốt á, phải cẩn thận. Chú phải đổi người quen. Còn người lạ thì chú đừng có đổi. Vậy số giả? Sao người ta ác với tôi vậy nè? Thì mai mốt á, chú phải cẩn thận. Cảm ơn đất đai dương trạch thần tài thổ địa phù hộ cho con. Cảm ơn phù hộ cho con. Ông nói gì vậy? Tránh phơi hốt hết. Cái tật ham tiền cũng không bỏ à. Thôi được rồi, để tôi đi mua con vịt cúng. Thôi, làm ăn ai cúng vịt? Vịt nó bè sao lên được? Vậy cúng gì? Bà mua con ngỗng cho tôi. Ý ông nói là con ngỗng nó ngóc đầu lên là ăn nên làm ra đúng không? Trong nhà này con ngỗng chỉ có mình ông ăn à. Nhà không có ai ăn hết á. Thăm tôi nhằm ngày thì
sắp tới nên tôi chưa trả lời. Hôm nay xong hết rồi tình bạn sống trong tôi, thư này thấy câu nói Hùng ơi, bọn mình chung lớp chung vui, thời gian vàng son ngắn ngủi qua rồi, buồn nghiêng món nợ công vay chứ trả cho thầy, mười năm hao giấy viết mòn bàn tay. Hôm qua dạo phố gặp Huyền, bên trong vòng tay âu yếm thấy mình nàng vừa chẳng quên. Tình ơi đã đành duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải do tôi, cớ sao người ơi. Đường phố mưa bay bay trắng đầu, cạn chén ly bồi chưa hết sầu, nhớ chiều mưa đổ sau mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu. Thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Trăng lên cao sẽ tàn, tình bạn vẫn bao la như rừng cây thêm lá. Bạn ơi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây rồi yên lành, buốt nghiêng giấy mộng mực xanh gói cả chân tình. Quân à. Ủa, chờ tôi lâu chưa vậy? Đã giờ em tới lâu lắm rồi. Hôm nay sao anh bán gì trễ vậy? Mà làm gì mặt anh buồn so vậy? Bộ có chuyện gì sao? Tôi bị gạt. Ai gạt? Cái thằng kia kìa, nó đổi với số chúng á, 5 tờ 2 số đầu. Mà lúc đầu tôi đã không đổi rồi, mà không biết làm sao nữa, nó nói hoài. Tôi thấy nó cũng hiền từ, cho nên tôi mới đổi. Đâu có về mà người nhìn đàng hoàng vậy mà đi lường gạt người ta đâu. Khốn nạn. Mà anh có nhớ mặt mũi hay là tướng ta nó ra sao không? Tôi đâu có nhớ rõ, mà mặt nó trắng trắng, cao hơn tôi một chút, nó đi xe 67 á, nó đội nón giống tôi nè. Xe 67 nữa. Nhỏ kia đâu rồi, ra đây coi. Dạ xin lỗi, chị kiếm ai ạ? Cái con nhỏ làm đổ ly cà phê nóng lên người tôi đó, kêu nó ra đây. À, chị kiếm Xuân hả? Vậy để em kêu cổ ra nha. Chị kiếm tôi. Đây, chi phí thuốc men bệnh viện cộng thêm bồi thường tiền tổn hại nhan sắc của tôi, 5 triệu đồng, cô đền đi. Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy. Tôi không cần biết. Một là cô đền, hai là cô biến ra khỏi đây, không là tôi quậy banh cái quán này, cô tin không? Tôi... Một đền, hai biến, cô lựa chọn đi. Tại sao cô lại ép người quá đáng như vậy? Cái gì? Cô còn ngang ngược với tôi nữa hả? Xin lỗi cô nha, tôi nè, tôi mới là nạn nhân nha. Cô có tin tôi thưa cô cái tội cố ý gây thương tích cho người khác không? Hả? Tôi chỉ vô tình thôi mà. Vô tình hay là cố ý?
Có phải cô cố ý trả thù cái tô phở lần trước không? Hả? Đi, lên công an. Đi. Nè, thôi được rồi. Nếu như cô muốn á thì tôi nghĩ. Cuối cùng cũng nhổ được cái gai trong mắt em. Chị giúp em rồi đó. Ráng ủng hộ chị nha. Chị yên tâm, em sẽ cố gắng giúp chị. Cố gắng làm tốt đi. Có gì chị chia tiền cò cho mà có thêm thu nhập. Em cảm ơn chị nha. Chạy gì kìa vậy? Bà tưởng có xe máy, muốn chạy gì thì chạy hả? Ủa, là cô nữa hả? Cô gì? Cô chạy sai chiều, còn la người ta nữa. Sai chiều đâu? Có đâu? Đâu? Tôi xin lỗi. Tại tôi đang bực mình. Dạ. Khốn, người ta tật nguyền mà mày cũng gạt nữa hả? Gì vậy? Hôm qua mày đổi vé số giả cho ông què đúng không? Làm gì có anh. Chối nữa hả? Dạ tại em bí quá cho nên đâm lầm liều. Tiền đâu? Mày trả lại á, tao tha cho mày. Dạ, đánh bài thua hết rồi. Thua hả? Khốn hồn á, thì mày mau trả tiền lại cho người ta, nghe chưa? Dạ, từ em trả, em hứa em có tiền em trả. Tôi cảnh cáo mày, mày mà còn đụng tới ổng á, tôi lột da mày, nghe chưa? Dạ, em hứa em sẽ không đụng tới ông què nữa. Què nào mày? Dạ, em sẽ không đụng tới anh của anh nữa. Mày nói với mấy thằng bạn của mày, thằng nào mà dám đụng tới ổng, biết tay tao. Đó dạ, chứ. Dạ em biết rồi. Khốn hồn thì mau kiếm tiền trả lại cho người ta. Dạ em biết. Trời rồi. Mày đó. Thế tiếc không mới về. Sao nay về sớm vậy con? Tại con nghỉ làm chỗ đó rồi. Bộ có chuyện gì hả con? Dạ đâu có gì đâu tía. Không có thì sao con nghỉ? Tại con tìm việc làm được chỗ khác rồi. Chỗ này á lương cao hơn, nhưng mà giờ làm thì ít hơn. Thời buổi bây giờ ra đường kiếm tiền khổ lắm. Mình ở đây không có ai thân thích, không có ai nâng đỡ. Bữa hổm Quân nó tìm việc làm cho con, sao con không chịu? Thì mình phải tự lực cánh sinh chứ. Mình nhờ giả người ta hoài á, con thấy kỳ lắm. Thôi con đi học tiếng Anh nha tía. Hả? Con học Anh văn? Dạ. Tốn tiền nhiều không con? Tía nghe nói học Anh văn ở đây tốn dữ lắm á. Dạ không, con được học miễn phí. Tại bạn của các anh quản lý quán cà phê á là thầy giáo, cho nên á con không phải đóng tiền. Sao mà họ không lấy tiền con vậy? Dạ thì tại ảnh nhận đủ lớp rồi cha con vô ngồi học ké nên không cần phải đóng tiền. Gái lớn rồi làm gì cẩn thận nghe con, bây giờ á người ta lừa gạt nhiều lắm mà nghe. Con gái của tía không lừa gạt ai thì thôi chứ ai lừa gạt được con. Giỏi. Con vô nhà nha tía. Có khỏe không bác?
Khỏe. Con đi đâu về ghé bác vậy? Con chở khách về gần ở đây nên sẵn ghé thăm bác luôn. À vậy hả? Có bé Xuân ở nhà không bác? Có, nó đang ở trỏng á. Nó đang sửa soạn chuẩn bị đi học Anh văn. Học Anh văn hả? Nghe nó nói có ai đó giới thiệu nó học cái khóa Anh văn gì đó mà không có tốn tiền, miễn phí. Đã vậy? Con cũng đang muốn học tiếng Anh nè. Trời, chạy xe ôm mà cũng học tiếng Anh nữa. Dạ, học chứ bác. Nhiều khi đi chở mấy ông khách Tây rồi nói giá cả giỏng. Bác không biết chứ xe ôm với lại xích lô Sài Gòn ai cũng nói được tiếng Anh hết. Vậy à? Xuân ơi, có anh Quân lại chơi nè con. Dạ. Ủa, anh Quân giờ mới tới hả? Anh nghe bác nói là em định đi học tiếng Anh ở đâu hả? Dạ đúng rồi. Cho anh đi học với. Anh cũng đang kiếm chỗ học nè. Tại vì bạn của anh quản lý quán cà phê của em á, làm thầy giáo, cho nên á, em được học miễn phí, không phải đóng tiền. Nhưng mà anh... Em sợ người ta nói là đi học chùa mà còn kéo cả đám theo chứ gì. Anh học á, là anh đóng tiền, chứ anh đâu có học chùa đâu mà em lo. Dạ. Thôi, để anh chở em đi học. Dạ. Mình đi anh. Dạ thôi, con chở Xuân đi học nha bác. Đi đi con. Dạ. Tiện chở giùm nó luôn nghe con. Dạ. Con đi nha tía. Đi đi con. Nốt nè. Con đi nha bác. Con Xuân mà nó kiếm được tấm chồng như thằng Quân này thì còn gì bằng. Chẳng nên